Quê của cô là đời ông nội là ở với Bến Bắc, ở với cái cầu Cao Bí mà, nhưng cái đình đình An Hòa, ông cố ông nội đó làm ông cả. Rồi cái hồi đó thì ba của cô là mới mười mấy tuổi, là 12 tuổi à. Cái ông ụ này là mượn sắt trước ở bên Dàm Chợ Tân Châu á. Rồi mỗi lần cái ông chèo chiếc xe xuống gách rứa ra Dặm Chèo, cái ông xuống cái ông mới kêu ông nội của cô á, nói ông Năm ơi cho mập lê đi với ông, cái qua cái cồn Bến Bắc Hòa đó đó, thì qua cái cồn cái bên à, cái ba cô còn nhỏ mà 12 3 tuổi vậy hả, cái ông mới chèo lên cái cây rừng, ông đặt cái lờ, cái ông hô xuống xuống, ông làm nè ông ngó xuống không vậy nè, cô biết là cái sách thứ ba cô biết. Rồi cái năm đó là nhà của ông nội của cô á, hồi đó nhà đất chứ đó, là ngập lút trơn. Rồi ông nội mới tháo cái nén đó, ông bơi xuồng ra vô mở, cái sau cái ông xuống lần nữa không kêu đi nữa, qua ông lấy cái tay lưới ông văng đọt này qua đọt kia, cái xuống 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 về, năm đó là nước ngập lút nữa. Rồi đặt ba của cô là tên Mập Lê, chứ ba của cô tên Nguyễn Văn Đức, ông nội làm ông cả đã hen, ông có thì Nguyễn Văn Văn Tiễn, tới đời ông nội thì Nguyễn Thanh Dương, là lúc đó là ông ụ sáng đó có cho ông nội cái áo này nè để thờ đó. Rồi sau cái xác đó bỏ xác rồi mới mượn xác với gạch cả gừa là ông thứ nhì, ông thứ nhì. Rồi lúc đó ba của cô lớn rồi có vợ bên cái sắn, rồi sau ông cũng tìm biết, ông cũng tới lui hoài vậy đó. Rồi ba cô cũng lên xuống, ông ù cũng ở trên cù lao ông hổ á, cái chòi con chúc à, rồi đóng cái bộ vạc nằm với có người đệ tử à. Ở cái bàn thờ thì bằng vạc tre ấy đó, gạch cứ cái chòi con chúc à, là ở cù lao ông hổ á. Rồi à, tới lui ông linh dữ lắm nha, ai mà đau để hen ông lại ông xé miếng với vạc chút đốn nước hả họng có uống chân. Cái nhà này sau hè nè là xác thứ ba lên, thằng cháu của cô đâu cũng 20 18 20 tuổi rồi, hồi đó kêu làm cử đó, cái đầu rụng tóc hết trơn rồi. Cái ông lên lên cái ông mới nói ông bò bò mò đầu bắt một chí bắt chưa được, cái ông kêu hả họng uống miếng nước hết trơn bệnh, là cái nhà xe này nè, thằng đó giờ bảy mấy tuổi chết rồi. Ông lên lắm ông biết hen, xui của ba của cô nè ở đây nè, nó tội nghiệp ông quá à, ông vuốt da có mấy bữa chết queo, phải mình biết là mình nói ông ơi cho con xin miếng cái phép cái phù vũ bằng giấy vàng không nha, chứ không có gì gì chữ gì chứ không xé chút gì nè. Dạ, là hồi đó là ba của Úc là đi theo Ông Hù cũng tới lui rồi, sát sao là sát thứ ba hen, là mượn con của bác hai của cô á, anh đã thứ Úc lớn người, ông về phần con của ông Đức Cố ông Tư nhà láng nữa, người lên xuống đây hoài nè, đây là chú ruột, là xác thứ ba cô biết. Ông ù về là phải thêm một hai chục chầu, ông ăn ông nuốt xác chân nước nâu nuốt chân, mà ông ngó xuống ông hừ hừ vậy nè, ông biết mà gia đình mình 2 3 ngày nữa chết ông cũng biết mà ông không nói. Ông cái chú đó với thốc nóc ông lên bán đường, ông nói ôi tội nghiệp mày quá, vài bữa mày có cái khăn mày đội cái gì dưới đông tần lễ giải chết quay ông. Ông nói thay không à, mà mình hồi đó là khờ không có biết, phải biết cái gì cái xin ông mang cái phép vậy đó. Còn ông mà dượng của cô đó, ở dưới cái sắn đó, mất cái đôi trâu đi, rồi dượng chín với dượng tám, là cái ông mất thì dượng tám, cái qua lên cù lao ông hổ hỏi thiền đi đâu rồi, nói dạ thưa ông hôm nay trộm lùa được trâu mất tiêu trơn rồi, nói đi xuống với tầm bót dưới đó, cái ngày cái đường đi qua bên cái dầu Đình Yên đó, nên đi xuống dưới đúng giờ ngọ thì gặp ngang đó trong cái gạch như vậy nè, còn đi chịch là mất cái hai người đi dưới gặp cặp trâu lặn hợp với cái lùa dìa, lùa dìa bữa nay cái ngày mai cái lên trình thưa ông hai con kiếm cặp trâu được rồi, cái ông nói ừ mần cái cổng chắc chắc để mất dìa, cái ngang làm cổng khóa chân sáng ra chết queo chân. Phải biết ai xin ông á, xin một miếng giấy rồi về đốt rồi cho cháu uống là hết rồi. Ông nói thay không mà con ơi, xác thứ ba thì cô biết, Sao cô không thấy thì lên xuống này hoài nè,
đau đớn rồi này kia, cái ông dạy mình làm hiền vậy đó, đừng tham lam, đừng ăn thịt chó với thịt trâu. Ông kêu niệm Phật làm hiền đi, ngày sau gặp ông. Hồi đó là chào 45 đó, là Hòa Hảo giết Việt Minh đó. Rồi bên ba của cô là đạo này, là hồi đó đọc Phật là để tóc. Rồi cái bên Hòa Hảo nói theo Việt Minh, cái bắt ba của cô. Rồi cái người dượng là thì bên Hòa Hảo cái nói nè, cái này là em tôi, em rể tôi đọc Phật nó để tóc. Rồi cái thả ra cái ông mụ ở trển, cái ông xuống thăm. Ông nói con ơi đi về đây nè, cái đồn đấu cử cái dàm ngã bác đó, ngày sau gặp ông đi. Ông ở trên chốt gió ở trên núi Sam nữa, ngày sau cây cờ già đó ông phát cái hang lại miên chết trơn à. Rồi từ ngày chào 445 về đây tới giờ là em gu à. Rồi người sát thứ ba đó lên xuống đi hoài à. Rồi năm đó anh Út tôi anh 55 tuổi, anh ăn cơm ngày 16 tháng giêng cái buông ra cái hôi chóng mặt, cái nằm ra chết queo luôn. Dạ, con nghe nói bà Út có giữ được cái báu vật là cái áo của ông phải không? Áo ông đó đó. Rồi anh thứ Út ở bển là cái ông về vàng phần ông mù đó, thì sắc thứ nhì cho ông là cho anh ở bển là tóc ông cắt găng khúc để trong hộp phiến vậy đó, để ông ấy mà đợi gần tới là con cá nó quá lông. Rồi thì mấy cái năm đó con cá nó hơi quá là kế Hòa Bình đó. Rồi cái chị dâu chết đi với thằng cháu con, người bắt hai cháu nội cái đi xuống Thầm Bót gửi, sợ mất cái áo vật quý của ông. Rồi kế chị dâu bà chết luôn, rồi giờ đâu có biết đường đâu tìm. Rồi để bển một cây gậy nữa, rồi cây gậy sau này đời cháu con cháu nó bỏ gì đâu mất chân à. Cô qua bên ông trưởng bển chỗ gần chùa Thế An á, rồi đi qua bển thì mấy đứa nó đi mần, rồi nó đóng cửa thì đã mất tiêu đời cháu nội cháu ngoại mà. Bây giờ chỉ là có mình cô giữ lại được cái áo ông thôi. Vì bà Út có thể nào thỉnh cái áo ông xuống cho tụi con xem được không nhỉ? Để trong hộp thì được. Dạ. Chứ không có mà banh ra nữa. Thì bây giờ mình thờ là trên đó không gì đó bà Út? Bây giờ nè, chú nào mạnh đó để đợi xá đi lên chánh thỉnh đi cho chú. Dạ. Được cái lộc. Bà Út lấy cái áo xuống, thỉnh cái áo xuống rồi còn biết rồi. Chú thỉnh đi. Dạ. Chú lên thỉnh đi. Thu quân gì nổi. Đấy, thỉnh đi. Kêu người trong nhà ai cũng được chứ không bà hổm vậy. Nếu mà chú có căng hả lộc chú thỉnh và khỏe lắm, bà hổm cái ai chú đó bến Bắc ăn quà cũng lên nghe ông đọc cái bài giảng mà gì đó chú thỉnh xuống. Mà cái gì giái ông độ giỏi dữ lắm độ. Ông Đức Phật Trùm. Đức Phật Trùm là cái này là ông Phật thầy A Thế An biết không? Là như bỏ xác là mượn lại là ông sư giải bán khoai nè, Phật Trùm ngồi dưới bóng tùng đó cũng biến qua biến lại vậy đó. Cô mở đi, để đi. Để đây đang nữa thỉnh áo ông đây mới được. Mình đâu có dở ra coi được hả bố? Dở ra thì được chứ không có banh cái áo ra được nữa. Được. Yeah. Đây là cái áo của Đức Phật Trùm đó ha bà Út. Bà ngang cẳng tay đó, cái tủ đó đó. Hai thứ hai đó, cái móc đó đó, bà xuống bự cho lắm. Cái áo tay băng lớn gì nè. Thì bà Út, cái áo mà từ khi mà cái áo mà làm để cho cái tủ đó thì có cái màu nhiệm nào mà hay là có cái quyền bí gì mà bà Út để ship vào để trong hộp? Hiện tại thì không có dám bung ra. Thì bố kể về cái câu chuyện này cho chúng con được biết bố. Bữa hổm là cái ngày 19 tháng 9 là Trung Phú lợi đem cái tủ này lợi là giờ này là mặc đang nắng vậy hen. Mặc cái áo vừa xong đây là cơn mưa. Cơn mưa dữ dằn đó, là mưa tới tối đó. Chú có coi ở trong thấy không? Dạ. Rồi để không mấy tháng tới bữa hổm bước qua tháng 2 cái cô đau quá mới qua mượn xác cái bà này coi coi sao còn đau mà mệt, tưởng đâu chết rồi, thằng con nó chết nữa rồi cô mệt. Rồi cái xác ở bển nó nói ông không có cho đem để xuống dưới này, ông phải đem để lên trên, rồi phải đặt cái bàn cầu nguyện mà xin keo lại đồ cầu nguyện xin ông tha lỗi đi để này nè, cũng như qua lợi dơ giấy á, ông không có chịu. Rồi mấy thỉnh cái xin keo đồ cái súng nhau đông lắm lại rồi mấy thỉnh lên trên. Rồi bữa hổm Châu Phú qua cũng 90 người vậy nè, cũng chầu cao rồi súng nhau lại rồi thỉnh xuống nhìn vậy thôi chứ không có banh ra nữa. Cái màu này nó lợt rồi.
ở đằng sau nó lủng hết mấy lỗ rồi. Cái áo này là làm bằng gì Út? Chỉ thơ tầm á. Thơ tầm ha. Biết thơ tầm không? Là bề ngang bao nhiêu mà Út biết không? Lớn lắm, bằng gì nè. Cái tay gì nè. Ai nè, cái áo hen cái căng ra đó từ trong tới ngoài 2 thước 2 đó. 2 thước 2 là cái tay áo đó Út. Dạ. Bề xuống là 1 thước mấy nữa. Thì mình hiện tại thì mình bung ra thì không được không? Dạ. Mình có xin keo mình hỏi được không hay là không cho luôn? Không có cho luôn. Cái áo ship là gì thôi? Dạ. Thì cái áo là tròn 2.5. Căng ra gì này tới 2 thước mấy. Bốt cái quyền bí là để con hỏi á, từ hồi mà đem cái áo xuống, đem cái áo lên thì nhà bốt có xảy ra chuyện gì không? Không. Thì cô khỏe luôn tới giờ. Còn cái áo để dưới này, cắt ở dưới này. Ở đó cô đau rồi con chết. Là cái nhiệm mà là cô đau nhiều con cô chết. Là cái áo để dưới này là không cho ông hoặc chồng không cho. Ông không cho ở dưới này. Có cái điểm báo gì của kể cho con cháu được biết thì không? Cái bên sông nè, cái bà đó bà về sát á, ai bệnh hoạn qua cầu bà về á, về rồi bà cũng lạ mà ta ở bên kia là người ta nói áo ông để xuống ông không có cho phải đem lên. Còn cãi là chết. Đó. Rồi mà cô mệt hoài, cô không có ngồi được, cô nằm, cô thở mệt hoài vậy, cô đuối dữ lắm rồi. Nó chắc thế nào chết cô khóc. Rồi mượn nhỏ cháu nó đi coi thì ông bảo nói giờ đem áo ông lên. Chứ không có để dưới như con nít như vậy nè, qua đi lợi với thí dụ con cháu rồi nó mắc kẹt dơ rồi đó, qua lợi dơ ông không chịu. Rồi cái mấy dìa cái xin keo, đặt bàn cầu nguyện xin keo, 3 keo thỉnh lên cái được. Rồi từ hôm mà ra thỉnh ông lên tới giờ là gia đình cô được khỏe lắm. Với lại con có nghe nói là con của Út là bị bệnh thần kinh tọa gì đi không nổi luôn đó. Đó, đúng không? Đó, thằng đó đó. Còn bây giờ là khỏe hả? Đó, đỡ rồi đó. Cũng cái nhiệm màu ha, áo dạ. Xíu xíu là không được. Bây giờ cháu nghĩ đi, ông Phật ở trên chứ đâu có ngồi dưới đất gì đâu, dơ giấy á. Nhà mình có cháu nội con nít rồi nè, có khi bà con cháu rồi không được sạch sẽ đó. Căng nè, con là con mai cái móc từ đó ra đây là bề ngang đó. 2 thước 2 đó. Thì cái câu chuyện đó, nó từ hồi mà đem cái áo lên là bà Út khỏe rất nhiều không bộ? Khỏe luôn rồi. Và có cái nhiệm màu gì nó không bột kể cho con cháu được biết á. Thì thấy gia đình mình nó cô khỏe vậy đó. Thứ hai, thứ ba nữa. Người thằng nhỏ này nè, 10 phần nó được hết bệnh 8 phần rồi. Thằng sụi sụi đó. Hồi xưa là Đức Phật Chùm này là bự người không mà sao mà cáo bự dữ. Cô đâu biết. Có cái sách sau, sách thứ ba, anh chú bác với cô thì lớn cao, người bự người lưng tôm. Sách thứ ba. Còn các ông trước thì mình đâu có biết đâu. Tới mấy trăm năm mà cô giờ mới có 75 tuổi rồi. Hồi ba cô mất thì cô mới 21 tuổi mà giờ cô 75, như hồi ba mất giờ cô đứng ra thờ là 55 năm. Cô đứng ra cúng trong nhà nè. Đi mà ăn gì cũng giái ông độ mạnh giỏi chứ. Thì ông Đức Phật Chùm cái áo này là bà Út thì theo bà Út đem lên đó là bà Út rất là khỏe. Con bà Út cũng là khỏe luôn. Dạ. Rất là khỏe luôn, thì cho nên bây giờ là không có để dưới nữa. Dạ. Bởi bây giờ cái tủ là đâu có dám mà để mà cái gì vô trong. Bị hồi đó là hứa là để cái áo ông, bây giờ để vậy đó. Chiều cô cũng đứng cúng cô xá vô cái áo như tượng là ông ở trong đó vậy đó. Dạ. Chứ không có dám mà để mà mùng mền gì vô chứ. Dạ. Là cái áo đó, cái tủ đó giờ hiện tại là đóng bỏ đó luôn. Để vậy đó. Không có dạ. Trình bày nữa. Chiều cúng rồi cúng xá vô đó bị hở mà hứa để cái áo ông vô đó rồi mình cũng cúng lại, giờ này cũng cúng lại vậy đó. Tiếc quá, phải bà lấy cái áo ra cho cô chú và bà con rõ luôn luôn. Hiện tại thì bột nói là cái áo không có cui ra được nha cả nhà. Cui ra sẽ bột sẽ bị bệnh này kia các kiểu hết chưa, không bột. Mình cui ra là bệnh liền đúng không? Được quá. Thì bữa hở mập chưa đẹp vô vậy đó. Thì cháu coi ở trong cái dạ con có coi. Coi ra thì thấy bự vậy rồi đó. Đó màu vàng. Mấy trăm năm giờ nó bay màu bằng thơ tầm á.
mà cái chỉ luôn con coi nè, cái đường kim mà con nhìn con không thấy nữa đâu. Bà Úc có cái được cái áo này là cũng là cũng là hay lắm chứ bộ. Mà kêu bằng bà Úc là dí với Đức Phật Chùm là gì bộ? Cái sắc sau thì bà con, còn mấy sắc trước là người dân. Cái sắc sau là bà con. Ừ, sắc sau là con có bác hai bác ruột á. Dạ. Được thỉnh cái áo này, được thờ. Dạ. Thì từ hồi mà bà Út được cái áo này nè, bà Út có cái điều gì kỳ diệu không? Lần đầu tiên nhận cái áo á. Đời cha đâu nội cô biết nhỉ. Từ hồi cái tay về tay bà Út nè. Thì trong gia đình thì cô gia đình nghèo thì mình ăn cũng được vậy đó. Và mẹ thì 95 tuổi mà không uống nước nóng hay không trà, không đường, không gì mà nhịn đói 34 ngày mới mất đó. Mẹ cô 95 tuổi mà không lẫn hay không nhức không nhối chứ. Nhắm mắt thì thôi mở mắt ra giấy ông ngồi ơi độ con mạnh giỏi con chết theo ông. Cho con đừng lẫn lộ chứ. Bà 95 tuổi ở đây ngó xong biết đàn bà đàn ông chứ, bà hiền lắm. Mẹ cô nè, bà này nè. Cũng điều kỳ diệu ha. Ừ. 34 ngày đó không ăn miếng cháo nào hết trơn, tuy là uống nước nóng chứ không uống nước trà nữa nha, nấu nước nóng để trong cái vỏ bình dừa vậy đó, khát nước ơi con ơi, rót cho mẹ uống miếng vậy đó. Sáng ngày 20 đó cái kêu rước lại tiêm để bả mà mạch máu không có rồi thôi chích mũi thuốc khỏe, chích vô với nó con ơi sao chích mũi thuốc đau quá à. Thuốc bồi dưỡng á. Cái bé nói thôi con nhiễu nước cho má đi, nhiễu có hai miếng vậy cái bẩn ngó lên mới đi. Ngọt xớt à. Chứ bà hồi đó thì chín mấy tuổi bây đây nhìn qua sông rõ lắm mà. Rõ. Quá thấy đàn bà đàn ông chứ. Mà cái áo đó là bà gồ giữ đó. Là giữ rồi giờ dạ. tới bà Út rồi. Dạ. Có cái màu nhiệm gì? Thì tới tôi giữ giờ biết cái gì nữa đâu. Cũng phải có cái màu nhiệm gì chứ Út. Ví dụ. Thì... khỏe hay này kia hay là thỉnh cầu gì được. Thì con cháu ở trong mà theo ông á, ở xóm này nè, nhỏ lớn á, rồi tới ngày cúng với ông tối lại cúng cầu nguyện ông á, thì trong gia đình mạnh giỏi chứ, có đau thì không, cái bệnh mà F0 á, mấy năm nay không có ai chết lắm. Nhỏ lớn thì lại cúng đầy nhà chứ, con nít nâu thì vẫn lại cúng á, đêm 24 á. Thì cái áo ốp mình để trong đây hoài luôn, có khi nào gầm lớn hay là ngày thường mình có thể đem ra mình cúng hay là mình giặt giũ gì không bố? Không. Còn mỗi lần hen hồi đời ba của cô thì trăm mấy chục năm rồi đâu có đem ra. Rồi sau này nè, cái con của cô thằng kia lớn rồi, cái nói má ơi thôi giờ cúng ông mù đó, cái ghế bàn này đặt không phải nghe lớn lắm, rồi cái treo lên cái cửa xuống cho con cháu bà con xa gần đến biết áo ông. Sau này mới cúng với ông đó giái lại xin đó, thì mở ra treo ở trên đó treo xuống đó, rồi xa gần cũng biết lại cúng rồi giái ông độ mạnh giỏi vậy đó. Rồi nó lấy cái áo nó vuốt vuốt viết rồi muốn gách áo. Rồi thôi ông không có cho anh. Rồi có treo thì treo tuốt lên cao vậy nè. Mình tương tự cái này mình giái lên. Ông biết ông không cho. Vậy điềm báo hay sao? Điềm báo Út sao? Út kể cho con được rồi con cháu được biết à? Cũng như là mượn người ta lên xác á. Cũng như là báo cái người mà lên xác đó. Lên xác đó người nói không có cho đem xuống dưới mà để mà tay chân thọc vô dơ giấy ông á. Rồi viết rồi gách cái vật quý này nữa nè. Ông á, cháu biết không? Ông là gọi tiếng Miên là bằng ù, còn ổng là Đức Phật Trùm là đứa Phật thầy Thế An. Ông Phật thầy Thế An trên núi Sam nó mới bỏ xác. Rồi mấy trên Ngọc Hoàng mới mượn xuống là mượn cái xác đó là sư giải bán khoai làm đậu khùng đó. Con kể giảng nghe con biết. Rồi cái xuống nó dân chúng dạy không được cái trở lên mới sai xuống là mượn Đức Phật Trùm là tiếng Miên gọi ông ù. Rồi cái ngày xưa đó cái ông ù mà thứ nhất á dẫn ba của cô đi đó, ba đã được mười mấy tuổi rồi lên trên Miên á đệ tử á. Cái ông ù mới giả ra người Miên. Giả người Miên đó, đi lên trên Nam Giang á, trên Miên á, cái làm cho ông vua đau. Ông vua đau đi, rồi cái cổng trước đó, cái nói ai mà chị bị vua hết hen thì xin vàng hay là tiền về chức phận vua cho, còn không hết là chặt đầu tại cổng. Ông đi, em đem ba viên thuốc nhân đơn, là ông kể lại cho ông nội với ba của cô nghe. Rồi cái ba viên thuốc nhân đơn, cái ông mới giờ buộc cái
cái ông chỉ đen đó ở trong đình vua vẫn biết, ra ngoài xa gần thì cô không biết, kể vậy đó. Cái ông mới bắt mạch như Tề Thiên vậy đó, cái ông đưa cho đệ tử viên thuốc dắt sáng vô uống. Chưa vậy cái ông nhúc nhích, ông mở mắt ông khỏe, cái sáng mời cái da bẩm mà thưa nhà ngư chứ ông vô khỏe rồi ngồi được. Cái vô bắt mạch vậy đó, ba ngày đưa ba viên thuốc đó. Uống hết trơn cái mạnh mạnh cái nấy thôi ra mời mời nhà ngư vô. Ông mới hỏi cho nhà ngư muốn bấm, để bấm 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 cái quạt lên con mát này con. Dạ. Kia lại bấm như lại bấm bấm đúng nè, bấm nó mới con. Dạ. Ừ kia kia cho nó qua đó đó. Rồi ừ bấm đúng. Cái ông vua hỏi với nhà ngư xin tiền nè hay là gì hay là chức phận. Ông ù ông mới nói gì nè, ông nói tôi xin vua là kinh vĩnh thế trên nước thì của ông, dưới nước của tôi. Cái ông vua ông nói dễ thôi, tưởng điều kiện gì khó, hai điều kiện đó là ký tên liền. Bởi sau này sáu năm mà 64 60 gì đó là miên nó xuống, nó tính nó lấy qua bên Việt Nam mình đó, tới cái bển cái nó phóc kích qua cho đốc đó, với trong miễu khu nông đồ nhà cháy tảng khư đi trơn đó, nó không có lội qua chứ sông nó lội qua mấy hồi. Ông bữa ông nói sau này nè ông về trên núi Sam đây, cái cờ màu dài là thì có mặt thầy đó, sau này ông cái cờ ông phất là miên nó chết ngồi không có giáp cái gốc lâm dồn. Là cái gì mà phất cái là cờ Campuchia chết hay gì? Ừ cái cờ màu dài là của ông Phật Trùm, là của ông Đức, ông Phật Thầy Thế An đó. Rồi bây giờ chuyển kiếp để sư giải bán khoai tới ông ù. Rồi cái giờ sau chót là mới mượn Đức Quỳnh Giúp Chủ, là cũng của đệ tử ông Phật Thầy Thế An không à, như một ông thầy giáo mà ba học trò vậy đó, là cũng ổng à, lộn đi lộn lại là cũng có ông Phật à. Rồi cũng như chia ra mối đạo này khác khác nhau vậy đó. Nãy bộ Úc nói gì tới cái cờ màu vàng một phát là bên Campuchia chết dữ lắm hả? Ừ, miên chết. Tại sao bộ Úc nói kể thế rõ rõ cho mấy con được biết tí không? Thì miên á, ông ù á, như bên Việt Nam mình mà đâu đâu có thuận với miên. Dạ. Yeah. Miên không nghe ngày xưa nói mình giành đất là nó đuổi mình đi nữa, sao nó chặt cái đầu mình là nó làm ba mỏ ông táo nó. Cái câu chuyện nó gì không rồi? Ừ. Bởi thành ra người miên nó đâu có lội qua, chứ nó lội ra 64 để hen với 68 hen. Đó anh bước qua cho đốc lội qua giết mình chết không còn người. Chỉ ở bển nó bắn súng ra thôi. Bị ông vua với ông ù ký tên rồi. Ông ù không biết mà nó thế nào nó qua nó giết mình hết. Ông ù mới giả ra người miên đó, mới đi lên trên miên đó, định vua mới được chứ người Việt mình lên đâu có được. Hồi đó đó mới giả người miên mới làm cho ông vua đau đó. Ông là ông Phật mà, như Tề Thiên vậy, đem ba viên thuốc nhân đơn đó. Chính là cháu tôi đây nè, nó lớn rồi, đau cũng tóc hết trơn rồi. Sát thứ ba cái lên thăm ba tôi nè, cái ông về sát thứ ba. Ông ù sát thứ ba là bên chùa Thế An bên ông trưởng á. Cái ông nói nè, ông mò đầu ông nè, ông bắt cho được câu hả họng đó, đưa nước uống vô cái thằng này hết trơn. Hồi đó ngày xưa kêu làm cử đó, kêu đau sốt ghét là gung không đó. Bắt con chỉ được thấy vô họng uống miếng nước hết. Ừ, chỉ được cái trên đầu ổng. Kỳ diệu. Ừ. Người ta chỉ bệnh là thuốc tay này kia mà con chỉ được mà lại trị bệnh hết người. Thì ổng là ông Phật mà. Còn chị ba tôi nè, hồi đó cái sáng mới có 3 tuổi hả. Cái ba má tôi cái mới đi về đám mừng thần bà nội tôi bên ông trưởng đó nha. Cái bơi xuồng lên lúc 3 giờ chiều trình ông hai con đi về đám mừng thần bà già. Cái ông nói ừ đi. Cái chị ba tôi mới 3 tuổi hả. Cái ông không nói chân, ông xé mới dặn chút nè, ông kêu bỏ túi đi. Bơi ra nửa xong chỉ đau bụng, bỏ nhào nhào, bỏ khóc nghe lớp nào sóng gió nữa. Cái quá chừng rồi. Cái ba má tôi nói ông ơi thôi mình bơi trở vô đi. Hồi nãy ông xé cho mình một miếng giấy vàng bỏ túi nè, vô cái ngắt cái lá lục bình đó, túm lên vậy nè. Cái đốt, cái quậy quậy, cái chế trong họng chỉ cái hết trơn. Hết trơn đau hết, khóc thì chân đi về tới bển luôn. Ông biết một chút là có đau bụng là gì đó, mà ông không nói. Điều mà một cái màu nhiệm thế bộ. Ông hồi đó nghe ba tôi kể là nhiều cái hay dữ lắm. Rồi còn cái gì nữa bộ? Sao mà chích bao thuốc mẹ giờ nó ưa quên quá. Rồi trong khi bà Út là còn con gái là bà Út đã có cái áo này rồi. Mẹ của bà Út. Hồi còn nhỏ nữa. Đã chú tính thì mấy trăm năm mà giờ tôi mới có 75 tuổi đó. Cái áo này hiện tại là bà Út đã 200 mấy năm rồi.
200 mà có 200 mà. Ba tôi về trăm mấy rồi. Rồi ông nội nữa. Rồi ông cố nữa. Ví dụ cái áo này mình cậu gì được nấy vậy bố? Áo này hả? Dạ. Cũng như con ví dụ mà nói ví dụ thôi, giấy mặn ăn cho được. Được thì những lời khỏe khoắn này kia rồi. Bây giờ nè các con tin tưởng con giấy đi. Giấy nè, ông tiếng Việt đi, nói tiếng ông ù đi. Còn mình qua mình nhớ nói ông ù, còn quên nói giấy ông Đức Phật Trùm. Ông trùm cả hết trơn thế giới nè. Ông hồi đó là bắt ông đi qua bên ba Trung Quốc đó, ông đài nuôi gà nuôi vịt ở đó. Bây giờ ông ghét bên Trung Quốc cho lắm. Ông nói ha, 10 người chết 9 người còn 1 người. Lớp nào là giông gió sập nhà nước nè, ông thù đó, bắt nó đài ông á, chăn gà, chăn vịt, chăn heo đủ thứ chứ. Ông ghét lắm. Bây giờ các con tin ông á, con gái vậy nè. Ông mụ độ cho con xin là thứ nhất là trong gia đình được mạnh giỏi nhỏ lớn bình yên đầu năm tới những cuối năm, cho con bằng cái chuyện gì được cái nấy, nếu mà con có bằng đồng ngân nhiều thì con giúp người nghèo vậy đó, xin là hết cái đau cái đớn cái gì vậy, nhỏ lớn vợ chồng con cái nhỏ lớn vậy đó. Ông độ chân hồi đó ông nói vậy nè, cái con nhỏ cháu tôi lần này nè, cháu con cháu ngoại con người gì mừ nó nhỏ hơn thôi tuổi. Cái năm đó nó khổ quá, con nó chết nó không gạo ăn nữa. Quá khổ cái nó ngủ nó thấy ông mà nó áo tóc ông cắt quéo quéo lên như ông Đức Quỳnh giáo chủ vậy đó. Cái nó ngủ nó thấy cái ông già mà bỏ tóc vậy đó, bước vô nó nói đâu có ông già khùng, nó lấy cái dao nó quất ông cái bực nó chân cái này, cái giật ra cái lành. Cái nó chém cái thứ nhì nữa, cái giật ra lành chém theo ba ông đỡ. Ông nói con ơi, đừng có chém ông. Con khổ với ông đây, ông độ con hết khổ. Hỏi ông là ai? Ông là ông ù. Hèn, lúc đó nó khổ, cái nó đi ra thành phố, hai đứa con trai, hai đứa con gái, bỏ thằng thứ tư rồi, còn nhỏ xíu à. Vợ chồng khổ, không có cơm gạo ăn, cái ra ngoài con nó đi học mà hàng mà cửa sắt rồi nè. Cái sao mà thằng đó, nó giấy mà giấy kiến thiết hai nhà nó trúng 10 tờ. 10 tờ. Ừ. Thì ông biểu con khổ với ông đi, ông độ cho. Cái nó trúng 10 tờ. Cái nó con nó giờ đi học cửa sát thành nghề rồi, bây giờ nó mua cái nền nhà bên Châu Phú nè, 300 mấy triệu, cất cái nhà 300-400, gần cả tỷ. Rồi nó ở trong ở chùa Bà Hẹ, nó vô mua công đất ở đó, rồi con khái nó mần bây giờ. Cái nó mua công đất cái nhà đó, giờ nó trả đâu 500 triệu nó chưa bán nó. Rồi con nó hai đứa đi cất nhà thành chế vậy nè, khá lắm rồi. Giấy là của áo Đức Phật Trùm mà của Đức Phật Trùm là giấy gì được nấy hả bố? Dạ. Giấy con ước nguyện á, giấy ông ơi, con quên thì con giấy ông ù đi dễ. Ông ù là người Miên, tiếng Miên là bằng ù, bởi trên chùa trên Miên cũng lớn vậy lắm đó. Ù. Ông ù là tiếng Miên. Dạ. Còn tiếng mình thì Đức Phật Trùm, Phật thầy Tây An, người Đức Quỳnh giáo chủ. Cũng là người Campuchia hay sao bố? Người Việt mình cái cũng như là cái xác đó hen, thì ông mượn cái xác là người Miên, còn phần hồn người Việt mình. Thì cái xác là ở bên Campuchia. Ừ. Cũng như là ông mượn cái xác người Miên đó ông nhập vô. Đặng đi lên dị bệnh cho vua, cái hồn là cái hồn người Việt. Dị bệnh cho vua. Ừ, cho vua hết bệnh đó rồi xin. Là sớm bảo kể con bắt con chỉ được đó ha. Vua trên Nam Giang nói tội người Miên á. Ông mới làm ở đó cho ông vua đau đó hết á. Thì ông vua ông hỏi chứ như xin chức phận gì ông cho, hay là tiền vàng gì thiếu gì, chỉ bệnh vua mà không hết thì chặt cái đầu nó chân cổng nói tội. Rồi cái ông mới nói nha, bây giờ xin là cái điều kiện, hai điều kiện. Vua hỏi điều kiện gì? Trên kinh Vĩnh Tế là châu đốc đó biết không, mép trên nước này có ông, mép dưới nước của tôi. Ông vua mới nói tưởng cái gì khó vậy này dễ, ông mới ký tên với ông ù nè. Rồi thành ra mấy năm đó Miên nó bên đó nó pháo ra thôi, chứ phải nó giết nó bò qua này là nó kéo nó giết mình, nó chặt đầu chết hết á. Con thấy trong Ba Chúc có mấy người không mà nó giết mấy ngàn người đó. Rồi cái ông ù ông nói là ngày sau nè con ơi, theo ông ba má tôi con về này đi, ngày sau á con gặp ông ù. Ngày sau ông ở trên núi Sam á, cái cờ màu già ông phất là Miên nó chết ngồi không có giáp cái gốc Lâm Dồ, là cái chùa Miên bây giờ đó, trong đó là kêu gốc Lâm Dồ đó. Cái đó của